Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Bạn ạ, mình sắp được trải nghiệm đó chính là chiếc Acer Spectral Lab View Pro. Em này thì theo như mình nhìn thấy đây qua là màn hình 3D thì phải anh em ạ. Nhìn từ đằng sau ảo lắm. Và đây là 3D, 3D không cần kính. Mình không biết là như nào, không biết là lý do tại sao mà họ có thể tạo ra công nghệ này. Nhưng mà mình đang đợi một chút để mình được phép trải nghiệm cái công nghệ này anh em nhé. Yes, this is coming out of me. And, careful. Yeah. How much is this? Actually, it's already selling. Like, already selling? Yeah, it's already selling. But these are our commercial solution, and we don't have like a street price for this. So no, have a street price. Yeah, okay. Yeah, so it's a solution. So as I see here, I guess that for the gaming. Consumers, I think it's $10.99 $10.99 for one monitor. Yes. This is 4K, right? Yes. Software comes with 4K in 2D. 2D. And then 3D is 2K. 2K. Okay. So I guess this six camera will track my face, track my eye, and move the pixel to make it feel like 3D even exactly. Without a glass. Yes. Right? We want to make sure that whatever pixel needs to go to your left eye doesn't go to your right eye. That's why in the old days, the 3D sometimes is a little bit blurry and a little dizzy. That's because you're seeing pixels that's not supposed to go to your Yes, I can understand that. So we want to make sure that. And then also, at the moment, the resolution is great. Yeah. So you can see things are just flying out. Yes. And we support all the game engines, not all the game engines, but the most popular almost game all engines, like Unreal, Unity. Yes. And we also have OpenXR support. OpenXR? So, okay. So if you are, let's say, a VR developer, and your customer wanted to see if they can show the content other than VR headset, yes, maybe they can try with the Naked Eye 3D. Let's say, Nike floating here. Yes, right? I can understand that. Yeah. Wow. Thật đi anh em ạ. Cái công nghệ này màn ấy, nó là màn hình 3D. Và màn hình 3D thì nó là, theo như mình thấy thì là nó đang sử dụng 6, tức là mỗi màn hình sẽ có hai cái cam ở trên này và nó sẽ tracking theo mắt của anh em để đảm bảo là nhá. Có những pixel qua mắt bên phải, có những pixel qua mắt bên trái, có những pixel qua mắt bên phải. Và để đảm bảo rằng tạo ra cái khả năng 3D mà không cần phải dùng kính. Cái công nghệ này thì đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà Acer ở đây đang tạo ra những chiếc màn hình với độ phân giải cao. Nếu mà ở full ở gọi là 2D ấy, thì là 4K, nhưng mà ở cái 3D này thì nó là 2K x 2K anh em nhé. Nói chung là đây là rất là ảo luôn. Cái ứng dụng của nó thì nó mang tính gọi là commercial hơn là gamer, nhưng Acer cũng có những cái phiên bản dành cho gamer, bởi vì họ hỗ trợ gần hết những các những engine gaming xịn nhất bây giờ, và họ cũng có OpenXR nữa. Và để giúp cho những dụng, ví dụ như là chẳng như là bạn có thể cảm thấy như là một cái chiếc giày Nike đang xuất hiện ngay trước mặt này, hoặc là bạn có muốn cảm thấy là trải nghiệm kính VR nhưng chưa cần phải dùng kính VR luôn. Và đây là sản phẩm dành cho các bạn. Nói chung là ảo mộng lắm anh em ạ. Như lần đầu tiên mình đi xem phim 3D ấy, sợ thật.